Hello anh em, nay mình review chiếc Kia 2007 nha anh em. Này nó chạy điện tắt máy. Rồi đề lại không nổ mà đề nó quẳng quay nha anh em mà nó không nổ. Đó. Mình hướng dẫn cho anh em đi đường xa thì cách mà xử lý. Một là sáng mình chỉ cho chủ xe là này là cục này nè, anh em nghe con heo dầu mở cabin lên nha anh em. Mở cabin lên. Ở đây cái con heo có cục tắt máy nè, cục này tôi ngồi cục máy hay cục mở dầu này mở quanh dầu á cũng được, hoặc cục tắt máy cũng được nha anh em. Cục này là một mối quanh dầu đó, cục này nó ngắt điện, cục này đi nó mất điện cục này nên nó không nổ được, nó đề được mà không nổ nha anh em. Nếu mà một á, là anh em mà câu một cái một dây điện dài thật dài đó, sẽ hướng dẫn cho chủ xe một dây điện dài đấu một dây điện dài vô đây đó, đi cục báo nè, mở quanh dầu là xong đưa xuống dưới của bình đấu vô cùng dây lửa nha anh em nè, dây lửa vô dây lửa này đó, đấu vô luôn là mình đề máy sẽ nổ. Khi nào anh em muốn tắt máy anh em rút dây điện này ra, lại rút dây lửa này ra sẽ tắt máy nha anh em đó. Nay mình mới xử lý xong rồi nên bây giờ mình không cần dây này nữa, giờ mình đang xử lý đó, xử lý là trên đây. Nói tại sao cái con nó mất mất điện là tại vì cái con chuyện này anh em, nó bị đứt đứt đoạn đứt ngang á nè. Đây qua mình thử cục bút thử điện của mình đeo vàng cục chì của nó nè, cục chì này là cục chì 15 nha anh em, đây anh em đi 15, cục chì này bị đứt điện rồi mình thay cục chì khác vô rồi nè. Anh thử cái điện này, anh em thấy không, anh em con nào mà cái xe nào bị đó, anh em thử cái cục chì này nè. À, coi nó có điện hay không, còn không có cục bút hay điện ngoài là mình rút cục chì không được, rút cái cục chì này nè, chì 15 này nè anh em, coi đường này từ đây cắt đây 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 một cái đây hai nè là rút cái cục chì này ra, anh em coi nó có đứt không, cục chì nó mới đứt rồi em, mình mới thay xong rồi đó, mình xử lý xong rồi nha anh em đó. Này là cái là ok nè đó, mình thử là nó có điện nè, là một cái điện nè thấy không, hai cái điện nè đó. Ok, giờ mình để test anh em coi xem nha. Đó. Máy nổ nha anh em. Cục này cục chì này anh em để ý nha, xe nào cái Kia K2007 hoặc đậu qua đêm hoặc cái gì đó mà tự nhiên nó đầy không nổ, quắn quay mà đầy không nổ, anh em mở nắp này ra, nắp cục chì này ra đó, anh em xem nha, xem cục chì gần chỗ đây. Cục chì 15 rút ra anh em coi nó có bị đứt không, nếu đứt anh thay vô là anh em đề được nổ liền. Sáng mình hướng dẫn chú xe mà chú xe không biết nên là mình làm clip này để hướng dẫn cho anh em dễ biết hơn. Sáng mình hướng dẫn chỉ sơ cho cách này, cách đi đường thôi nha anh em, cách đấu con dây vô dây lửa nè, vô đây với xuống cái bình đó, bình cứ vô dây lửa luôn đó, là cách tạm thời thôi. Họ này mình khắc phục rồi, giờ mình khắc phục được rồi, giờ mình chỉ tháo con dây này ra thôi nha anh em đó, tháo ra đây. Ok, mình tháo dây ra bỏ không xài dây này nữa. Chào anh em luôn. Anh em thấy clip này mình hướng dẫn này thấy đúng thì cho mình một like, mình đăng ký nha. Còn không đúng thì comment ở dưới.